Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cường Khúc Khách sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách nấu sousua. Sousua là món ăn thanh mát thích hợp làm món giải nhiệt trong những ngày nóng. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì mình sẽ chia sẻ để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để nấu sousua các bạn, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là rong chỉ vàng. Là mình mua cái túi này là nửa ký. À, thì hôm nay công thức hôm nay mình dùng là khoảng 100 gram nha. Các bạn có thể nấu với lại khoảng 2 lít cho đến 2 lít rưỡi nước. Ngoài rong chỉ vàng ra thì mình sẽ ăn kèm với lại đậu phộng nè, rồi gừng để mình làm cái nước đường đó các bạn. Rồi thứ hai nữa là nước cốt dừa, thì các bạn chuẩn bị cho mình nó cỡ khoảng 300ml nước cốt dừa nha. Một xíu bột bắp để mình tạo cái độ sánh cho nước cốt dừa. Mình sẽ dùng thêm là nửa trái chanh nha. Mình sẽ vắt nước chanh vào lúc mà mình nấu. Đây bây giờ mình sẽ lấy ra khoảng 100g ha. Rong chỉ vàng xuất xứ ở Hoài Nhơn, Bình Định. Rong này đã giặt sạch, phơi khô, chỉ còn rửa sơ là nấu. Mua hàng sỉ lẻ thì các bạn liên hệ với số điện thoại mình để góc phải màn hình. Thông tin thì mình để ở phần mô tả bên dưới. Rong chỉ vàng có hạn sử dụng 12 tháng. Khi mua về các bạn cứ bảo quản nơi khô ráo. Mình sẽ nhặt bỏ đi, thứ nhất là những cái vỏ ốc á các bạn. Tại vì rong biển mà, những cái vỏ ốc, vỏ sò rồi đó. Mình rửa xong thật là sạch luôn ha, rồi mình để ráo rồi mình đem đi nấu. Mình cho toàn bộ phần rong chỉ vàng vào đây. Sau khi rửa sạch sẽ rồi các bạn để ráo nước ha, mình cho vào đây để mình nấu. Mình đổ vào đây là 2 lít nước nha. Rồi ok nha, bây giờ mình sẽ nấu cho cái nước này nó sôi lên nha. Thì mình sẽ bắt vào đây là khoảng nửa trái chanh nha. Trong quá trình nấu thì các bạn cứ để lửa vừa nha, để cho nó nhanh. Sau khi mình nấu được khoảng 45 phút rồi đó các bạn ha, tính từ lúc ban đầu luôn, mình nấu cỡ khoảng 45 đến 50 phút là được nè. Thì lúc này cái phần rau câu, cái rong chỉ vàng bắt đầu nó rã ra rồi ha, thì mình đem sẽ đi cho nó vào trong cái túi vắt nha. Đây mình múc toàn bộ cái phần rong chỉ vàng á, mình cho nó vào trong cái túi này. Rồi bây giờ mình sẽ để cho cái nước này nó nguội nha, để cho cái nước sousua này nó nguội hoàn toàn luôn. Mình để vào trong một cái thau bự như vậy thì nó sẽ nhanh nguội hơn, còn các bạn có dùng cái thau nhỏ cũng được nha. Rồi bây giờ để nấu nước đường á, thì các bạn múc vào đây cho mình nó khoảng từ 4 đến 5 vá đường nha. 4 vá đường này nó tương đương với khoảng 300 gram á các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bật lửa lên ha, mình nấu cho cái đường mình tan chảy ra và nó lên cái màu vàng caramel nha các bạn. Rồi khi mà đường mình lên cái màu vàng caramel như thế này rồi nè các bạn, thì mình sẽ cho nước vào ha, mình cho vào đây là 500ml nước và mình sẽ cho từ từ thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ nấu cho đường tan ra và nước đường này nó sôi lên rồi mình sẽ cho gừng vào. Thì mình sẽ cho gừng vào đây ha, mình nấu thêm cỡ khoảng 10 đến 15 phút nữa là được nha. Mình vặn lửa nhỏ lại để cho gừng nó tiết ra cái mùi thơm nha các bạn. Rồi mình sẽ cho vào đây là 300ml nước cốt dừa, khoảng 10 đến 15g bột bắp, cho vào đây là 20g đường. Muối thì mình cho nó khoảng một cái đầu muỗng thôi, xíu xiu thôi. Rồi mình sẽ khuấy đường bột bắp này cho nó tan ra với nước cốt dừa rồi mình bắt lên bếp mình nấu nha. Các bạn cứ nấu với lửa nhỏ. Khi mà nước cốt dừa mình sôi lên á, cái phần bột bắp nó chín nó sẽ tạo cái độ sánh nước cho nước cốt dừa rất là ngon. Đây ha, mình nấu cho cái nước cốt dừa mình sôi lên mà nó sánh là như thế này là được nha. Mình tắt bếp. Rồi sau khi cái sousua mình nó nguội á các bạn, nó sẽ đông lại như thế này ha, hoặc là mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh để cỡ khoảng 1 đến 2 tiếng, nó lạnh lạnh thì ăn sẽ ngon hơn. Bây giờ mình sẽ cắt ra mình ăn thôi. Trời nóng nóng á các bạn, có sousua ăn là siêu thanh mát luôn nha. Ăn thì mình cắt nó viên viên nhỏ nhỏ như thế này nè, để lát nữa mình cho nó vào trong ly hay là cho nó vào trong chén đó, thì mình ăn nó sẽ thấm cái nước đường vào hoặc là nước cốt dừa các bạn, nó sẽ ngon ha. Sousua không chỉ là món giải khát trong gia đình mà các bạn có thể nấu để kinh doanh. Với 100g này thì các bạn có thể nấu từ 5 đến 6 ly 400ml. Thành thử ra một cái gói rong chỉ vàng 500g thì các bạn có thể nấu khoảng từ 20 đến 25 ly nha. Rồi bây giờ ăn ha, thì mình sẽ múc nó vào trong ly nè, rồi mình chan cái nước đường và nước cốt dừa lên. Này nó lạnh rồi ha, mình không cần phải cho thêm đá viên đâu nha các bạn. Còn các bạn nào mà thích ăn lạnh nhiều thì các bạn cho thêm đá viên. Siêu thanh mát luôn nha. Vào những cái bữa mà thời tiết trời nóng nóng á, các bạn có một cái ly sousua này các bạn ăn nè, mát rượi luôn. Thơm cực kỳ luôn. Rồi cho lên đây thêm ít nước cốt dừa nữa nè. Ngọt ngọt béo béo. Thơm ngon vô cùng luôn nha. Ok ha, thì hy vọng rằng qua video này Cường Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món sousua. Hy vọng rằng là các bạn thích món sousua này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.